con đây. Xin được chào các bác. Hôm nay mới lại được gặp lại các bác trong một cái video gọi là cái thể loại video làm cây. Thì nó có cái em thì có cái video quay chợ này, quay làm cây này, quay nhà vườn. Thì thực tế mà nói thì chợ các bác thích xem, mà em lại thích làm cây, đi chợ để mua cây về làm quay và các bác xem và cùng nhau chia sẻ. Đấy, thì hôm nay thì nó có cái chuyện là như này. Cái cây này làm nền thôi. Là đi xem cái vườn cây mà hôm vừa rồi mà có cái cây xanh tôi thích ấy. Thì đào được rất nhiều rêu, rất là nhiều. Ở cái nền gạch của nhà người ta ấy, thì không hiểu sao nó trồi đất lên và nó mọc rêu và chỉ bóc 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 này lên rất là nhiều đây. Đấy, cũng lấy được kha khá để về để đắp cây rêu nhung rất là đẹp. Ôi xin chào. Đấy, rêu nhung rất là đẹp. Rêu nhung rất là đẹp thì về đắp được một số cây nhưng mà còn thừa một ít nữa. Không phải quý một còn thừa rất là nhiều đấy. Dưới này đẹp ở dưới này này, những cái bóc lớp ở dưới này chứ không phải vụn này vừa nãy mới cấu ra nhỏ để đắp cái cây kia nhìn rồi nó vụn thế này thôi. Đấy là cái này nhặt được, cái này viên đá này nhặt được, cũng nhặt được ở chỗ một cái chậu cây người ta bỏ ở chỗ Trung Kính, phố Trung Kính Hà Nội. Đấy, để đập dùng cái này không có búa, dùng cái này đập những cái màu này để vào đá cho cái cây khai chuột này. Đấy, đắp rêu cho cây đinh sam, cây xanh kia, và tí nữa sẽ làm nốt một số cái cây, có thể là cây đa kia và cây vượt quế này. Đấy, thì bây giờ quay lại cái cây khai chuột này, em vừa vào đá và vừa làm lại rêu các bác xem nhá. Thì chia sẻ các bác vừa nãy cũng làm nhưng mà quên mất không quay, bây giờ mới quay, làm xong thì quay. Đầu tiên là con tay chuột này thì các bác nếu mà xem video của em thì cũng đã biết. Nhưng mà trước đây nó có cái miếng xi măng này làm thành cái mái nhà thủng này. Đấy thì em đập đi toàn bộ cái đấy, vứt đi và thay bằng đá mới. Đá mới và đắp rêu. Thì ý tưởng của em ấy là ở phần này thì cao này, muốn giật thêm một cái cấp nữa ở đây, tam cấp ấy, cấp 1 đây, cấp 2 đây và một cái phiến đá nhỏ ở đây để cảm giác nó có chiều sâu ở đây một chút thôi. Đấy, cái này ôm vào viên đá này, tất nhiên là sẽ ý tưởng là muốn mua những viên đá nó phù hợp hơn cơ, nhưng mà chiều nay thì do là múc được cái đống rêu này nó để được 2 ngày rồi chưa dùng đến thì hôm nay quyết định làm, và sẵn cái viên đá này thì đập ra chẳng may nó cũng vừa gài được vào chỗ này một số cái điểm đây. Đấy thì nó cũng tạm tạm. Đấy, không đập được 2 viên đá đây và ghép rêu vào đây. Đây là một cái màu đá cũ ôm ở đây thì giữ nguyên, còn lại là thêm đá vào. Đấy thì nhìn cảm giác nó có hồn hơn rất là nhiều. Rêu phong. Đấy,
có chiều sâu, rất có chiều sâu hơn đúng không ạ? Tài chuột hôm vừa rồi tỉa răm đấy các bác. À đâu, vừa nãy có một cái rất kỳ lạ các bác. Thôi chết rồi. Răm răm nó nát mất rồi. Răm nát mất rồi. Có một cái lá mà tôi thấy nó rất là lạ. Cái lá cây cây tai chuột này, tôi sẽ tìm lại. Tôi vừa nãy tôi để lại để dành để khoe các bác. Nó đâu mất rồi? À đây. Đây. Đấy nhá. Cái hồi mà tôi rút răm cây này là tôi cắt lá nhá. Cắt lá nhá các bác nhá. Đấy, các bác có phát hiện gì không? Cái cuống lá nhá, không hề có một tí thịt thân nào nhá. Cuống lá ra mầm. Cuống lá ra ra mầm. Đấy, chỉ một cái lá xì tay chuột. Sức sống rất mãnh liệt. Sức sống rất mãnh liệt. Đây. Cây lá được trồng từ lá. Đấy, dù là làm bao nhiêu năm rồi nhưng mà bây giờ mới biết cái hiện tượng này. Thân cắm vào thì có dễ hay không nói. Kể cả thân non nhiều khi khó có dễ mà cái cuống lá lại có dễ. Rất là tài, tí nữa có thể sẽ cấy nó vào đây. Đó là đại loại tí nữa tôi sẽ cho nó vào đây. Cho nó vào đây. Không cần phải vui đâu các, chỉ ẩm nó lên thôi mà. Rồi, có lên được không thì không quan trọng mà. Nhưng mà một cái hiện tượng lại cho thấy cái sức sống của cái dòng chi này rất là lớn. Đấy. Đấy thì sắp tới thì có nghĩa là từng muốn thay vào cái khay này nhưng mà hiện tại chưa mua được cái khay đá, nó mỏng thôi. Và để một làn nước mỏng thì nó cái này họ dốc xuống một chút nữa. Đấy, thế nhưng mà thế này nó cũng ổn rồi. Dẹp vào bạn ơi, vướng của bạn ơi. Mình thấy thích không các bác? Chắc phải quay ban ngày nó mới dễ nhìn. Tối quá bây giờ nhìn ra ngoài vẫn ok, mà nhìn vào trong camera cảm giác tối quá. Đấy. Trên xuống quá nhé. Rất là quê. Có lẽ bật cái lá lên kìa. Cái lá lên một cái. Đấy, một sáng sủa này. Đấy, treo leo một ngủng núm rêu đây. Bỏ cái phần này ra. Hôm nào tôi phải quay lại ban ngày không? Hôm nay nhìn nó mới phê. Đấy là chỉ làm sơ qua, chứ không phải nghề nhũng gì. Này sau phải vít xuống một chút nữa. Vít xuống chút nữa. Đấy, xuống chút nữa. Xuống đến đây kìa. Xuống này. Đấy. Cảm giác như cũng vào lâu đấy. Đúng không? Nhìn nó thế. Cảm giác. Dầm rút rịt. Dầm dày rút rịt. Đấy, là con này. Cảm giác chiều nay là thấy thành công một chút rồi đấy. Đấy, ông em xin tay chuột thì
nhấc xuống đây rồi. Bãi chiến trường. Đây, khoe nốt ông Linh Sam này. Không để ý mấy hôm nay không tưới. Khô hết. Khô hết các bạn ạ. Đấy, thì cho đi rêu vừa ẩm lại vừa thẩm mỹ. Vừa ẩm thẩm đấy. Linh Sam. Đấy. Tối quá nhỉ. Tối quá các bác ạ. Linh Sam này. Thì hôm vừa rồi định cắt đi cái cải ngọn này các bác này. Để lập lại cái ngọn mới, giật từ đây lên. Xong đánh vào. Đấy, nhưng mà thôi, để chơi qua Tết cái đã. Rồi quyết. Đấy. Tôi chơi Linh Sam cũng đã từng quay các bác rồi đấy. Cũng đã từng quay các bác. Ôi rồi khá nhiều hoa đấy, em vừa mới tỉa. Thì hôm nay để ý nó mấy ngày không tưới, đất khô, giờ có rêu vào ổn ngay thôi, hồi sức cấp cứu ngay thôi, hồi sức cấp cứu ngay thôi. Đấy. Cây này đợt trước mua vì cảm giác nó có đôi chút thiên nhiên mà mình có thể sửa được, chích hoành. Có thể sửa và có thể làm đẹp lên mà không cần quá cầu kỳ cái cây này. Đấy thì là đã xong rêu cũng đã yên ổn. Vừa định thay chậu nhưng mà thôi, không cần thiết. Thay rêu amateur thì các bác ạ, chứ đúng chuẩn là phải ít ra cũng phải nhào nhặn bùn thành lỏng thành keo để phết vào xong rồi úp xuống rồi mới chuẩn. Em không cần thiết sống lắm. Sau này nó tự sẽ mọc. Thì cái giá thể này sau tự nó cũng sẽ thành những cái lớp rêu mới. Các bạn. Vậy mình cấy rêu. Tối mất rồi các bạn. Đấy, thì rất tâm đắc cái con tai chuột này hôm nay. Rất tâm đắc này. Còn cây này thì đắp tối qua lem nhem, tối mà lem nhem. Con Nam Điền. Tí nữa rêu này còn sẽ đắp con Nguyệt Quế. Con Nguyệt Quế đang nhiều hoa lắm. Thì sẽ đắp con Nguyệt Quế này. Con Đa này thì đắp sẽ hơi mất nhiều thời gian ấy, nhưng mà nếu mà còn cũng sẽ đắp, nếu còn sẽ đắp các bạn. Còn cây xanh làng mini ở sau sau kia thì tự nó có rêu rồi, không cần phải đắp. Đó. Mình sẽ đắp nốt cây Nguyệt Quế các bác nhé. Thơm quá các bạn, hoa Nguyệt Quế thơm quá. Đây này có hoa đấy, chỉ vài bông thôi, thơm lắm. Đang có hoa chơi Tết nhưng không nỡ thu ngắn nó lại. Đây hoa xong thì sẽ thu ngắn cái này lại thì không phải chuyện nhỏ đâu. Đây rêu vừa mới gọi là xếp lên đây chứ chả phải cấy cái gì đâu ạ. Để vừa giữ ẩm mấy ngày lạnh với lại nhìn nó cũng sáng sủa hơn tí, làm màu thôi chứ còn cấy rêu mất thời gian lắm. Hiệu quả nó thực tế là nó không cao, không kỳ công lắm. Bây giờ cứ để này sau nó chết, nhưng mà nó có giá thể của nó ở đây rồi thì sau nó sẽ mọc lên thôi các bạn. Chứ không chơi ngay được, chỉ chơi được mấy ngày thôi. Đấy, cây Nguyệt Quế. Hoa. Đấy, hoa đây. Nguyệt Quế, hoa quanh năm. Thơm lắm. Ngày thì quay tối thì khó. Chẳng nặng quá. Nói chung là đã đắp xong cây này và thêm được một cây hoa Ngọc Anh nhá. Hoa Ngọc Anh đắp cũng được, cũng hay. Đấy, cây hoa Ngọc Anh cũng là một cây hay. Đại loại nó như này, lùm lùm như đống rơm này. Sau trời trồng hoa sau Tết sẽ thu ngắn hết lên đây để lấy lại rằm và bộ khung nó thấp lại một chút. Để nhìn vừa chơi được rõ các
cái thân này mà không bị quá rậm rạp như này. Đấy, thứ hai là nó cũng thu ngắn lại, thấp xuống. Đấy. Thì một cây nguyệt quế khá hay, nhưng mà nhìn này chắc ít ít bác hình dung được nó đẹp như nào, chắc là phải nhìn thực tế này. Đấy, ba vai cũng gọi là ba vai này, thiên nhiên này. thiên nhiên lùn không nhỏ. Để tiếp tục khoe lại cái cây chuột kia đấy, đang chưa kịp nhìn nó được. Đấy, vẫn tối quá các bác nhỉ, vẫn tối quá. Đá mới kết hợp với rêu. Các bác mà xem thấy tối quá thông cảm nhé. À, xin được kết thúc video về bẩn đắp rêu và ba lăng nhăng tào lao ở đây các bác nhé. Cảm ơn các bác.